Happy New Year. Happy New Year. Gì New Year cái gì? Nè. Trời ơi. Trời ơi, dạ kính chúc năm mới con đó. Lì xì. Cảm ơn lì xì lì xì lì xì. À không, ý là mình chúc mừng năm mới thôi chứ đâu có lì xì. Khi chúc mừng năm mới phải lì xì chứ. Lì xì lì xì lì xì. Thôi coi như là chưa Tết đi, hôm nay thì mới đi thiện nguyện về. Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Dung Dung mà. Dung nhanh Dung dẻ. Dung nhanh và Dung dẻ. Dung dẻ Dung Dung và Dung Dung đúng không? Nói nhầm. Đó, làm riết là bây giờ thành Dung Dung và Dung Dung luôn rồi đó. Yeah. Dạ thì hôm nay thì Dung với lại bên với lại anh Vinh nè. Rồi có Bình Nguyên, có Bin, có Ki. Đó là vừa mới hoàn thành cái việc là vừa mới ghé một máy ấm ở dưới Biên Hòa đó, gánh xong máy lọc nước cũng như là thăm các em. Thì bây giờ là cũng hơn 7 giờ tối rồi. Bây giờ mới bắt đầu ăn bữa tối cả nhà. Đó thì bây giờ đói là đó. Mấy bé này đói đó. Trên bàn ăn có những món rất là tuyệt vời. Trời tên. Trước khi ăn á là cái quán cơm này phải nói là cái quán cơm cực kỳ nổi tiếng ở đây. Vậy à? Bởi vì lần trước là bạn Tùng KLC là ông chủ KLC dẫn Vân đến đây ăn. À cái ông ghế massage đúng không? Đó, ông chủ ghế massage KLC đó, cái chuỗi rất là lớn dẫn Vân đến đây ăn và bữa nay Vân dẫn Dung đến đây ăn. Sao giờ này không thấy ai vậy? Không, quán này nó chỉ đông buổi trưa thôi, cực kỳ đông vào buổi trưa. Vậy đó hả? Ồ, buổi trưa rất rất là đông luôn ấy, cái quán cơm niêu cây vú sữa này cực kỳ đông luôn á. Địa chỉ nhiêu? Địa chỉ là số 1, tổ 9, khu 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Nhưng mà đó. Cái đường này đường gì? Đường này là đường gì á, nếu không biết. Đường gì em? Đường Hàn Thuyên hả? Đường Hàn Thuyên. Đường Hàn Thuyên nha cả nhà. Dạ. Nó gần ngay chỗ đèn đỏ luôn, đèn xanh đèn đỏ mà cái ngoài đó ngã tư gì không biết. À, tóm lại là có cái địa chỉ cái cơm như cây vú sữa này mà. Mà em cái cây vú sữa này còn không? Dạ còn. Đâu? Còn đấy mới ăn nha, không còn không ăn nha. Dạ ở đằng sau vậy. À cây vú sữa ở phía sau hả? Rồi. Có cây vú sữa luôn hả? Có cây vú sữa, ăn đi xong xíu tôi cho bà lên cây hái trái. Thôi bà đừng dụ tôi bà ơi. Giờ à, này làm gì có trái. Các món cho ông bà cô chú đi. Dạ đầu tiên là cà pháo mắm tôm cả nhà. Đây, xác cho em đó. Ngon không cả nhà? Nè, đây mắm tôm đây ạ. À. Rất là ngon nha. Lâu rồi mới ăn cái món này lại đó. Hôm bữa đi ăn với sư phụ ở Đắk Nông, bây giờ ăn lại. Và bây giờ là rau luộc, thập cẩm và kho quẹt. Đó rồi món tiếp theo mời bạn Ki giới thiệu. Món gì? Nhà không ăn bao giờ nên không biết đâu. Một mẹt lòng cả nhà. Rồi món tiếp theo nè, rồi Ki món này món gì con? Không. Thịt kho, thịt ba chỉ kho tiêu, con hay ăn đấy. Thịt ba chỉ kho tiêu. Đó. Không có trứng. Không có trứng, nếu mà có trứng là gọi là kho tàu rồi. Món này Ki biết nè, Ki biết không? Món gì? Cánh gà. Chiên mắm. Chiên mắm, đúng rồi, giỏi quá. Đấy. Canh nữa cả nhà, canh đau tập tàng, canh cua. Rồi bây giờ Bình Nguyên, món này món gì? Cơm nhiều. Dạ, cơm nhiều. Đúng rồi, giỏi, Bình Nguyên giỏi. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà, giờ anh đến rồi. Giờ anh đến rồi là Dung có liền. Con của bác. Cái gì giờ anh đến rồi là Dung có liền. Dạ, xin mời cả nhà. Nào, mời cả nhà. Để lấy hộ con, để lấy cho con. Trời ơi, đói quá, đi từ hồi lúc trưa đến giờ. Dung là đi từ 11 giờ đấy ông bà cô chú. Không, nhưng mà buổi trưa là cũng được mời cơm chay rồi. Thành ra là cũng lót gà một xíu rồi. Ê, có cháy nữa nha, ngon lắm nha. Ừ, cơm niêu nó có cháy mà nè. Đâu, có nhiều chỗ không có cháy. Coi kìa. Hai bạn ơi, mình lịch sự đi. Trước mặt có em gái kìa các con ơi. Lịch sự con, có ba mẹ vợ ngồi đây nữa con. Cái này con tự nhiên. Ít xíu. Ngon không cả nhà? Ngon. Siêu ngon nha, cảnh vô, em đừng có zoom, em cảnh em vô đây. Em cứ kệ, đừng có động tay vào màn hình nha. Ờ, đâu mà em cứ sát vô là được rồi. Đó, ngon không cả nhà? Cơm niêu mà có cháy luôn nè, đó. Rồi nhìn. Thôi, răng nghiếu, không ăn. Ủa, không ăn hả? Không, ăn nói vậy tôi nha. Không, tôi phải giới thiệu cái này. Bữa nay cảm ơn mới chỉ có mình Vân là có đôi vàng thôi. Ê! Sao anh Vinh có đôi vàng đấy? Không gia ăn đôi vàng luôn. Gia đình Vinh Vân là chọn đũa đúng không? Ở bữa nay phát lộc rồi, phát tài rồi. À. Đũa rất là đẹp luôn. Rồi. Người ta gọi là đũa xuân son thiếp vàng đó là có hai vợ chồng có à. Thấy rằng nè. Mà rồi. Sao mà bọc bóc ra là chỉ có tôi anh Vinh có em. Xong tí được cầm về không kìa? Vàng thiệt đó. Cái này là bao nhiêu một đôi vậy em? Nhiều lắm. Mấy tỷ đôi đúng không? Mấy tỷ một đôi đó. Mấy tỷ một cặp đũa vàng này đó. Dạ chắc là đũa này của ông chủ bà chủ xong rồi mình mà thế nào nó sắp xếp thế nào vào đúng tôi với anh Vinh à? Ờ bởi vậy á. Dạ xin mời cả nhà. Dạ mời quý bà con cô bác. Dạ, mời xin mời cả nhà. Con mời ông bà cô chú đi rồi con ăn.
Rồi. Rồi, mời cả nhà. Rồi, Bình Nguyên, Bình lấy cơm được chưa con? Nãy giờ con đang nhường tay lấy cơm chứ. Bình Nguyên, ông Hoàng, Bình Nguyên. Lớn rồi, có em gái đang ngồi nhìn nữa kìa. Ăn đi con. Ăn đi. Mình lấy cho. Trời ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Cay lắm không ăn được đâu, bỏ đây cho nó. Cay không? Cay, con ăn miếng khác đi. Cay cực tự tí nữa con không thể ăn được, cay lắm. Chắc con ăn đi. Cứ cho thử đi, thế mà không cay thì bạn trả về. Trời ơi, cà cà cà. Cà sâu giòn. Ngon. Ngon cực kỳ. Trong cái chén nghe bún thịt kho cho các bạn ơi. Để bỏ ra. Hai bạn trai ơi, hai bạn trai đừng có xào xáo được con. Hai bạn này đáng yêu lắm. Ừ. Đi đâu là cứ xào xáo với nhau vậy đó. Trời ơi, thịt kho cái nước nó quẹo 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 nè cả nhà. Múc cái chỗ không tiêu cho mấy bạn nha. Quán này là cái gì vậy? Cuốn gì? Thịt heo lồng con. Lồng heo con. Anh ăn đi. Các bạn cứ ăn đi. Ăn thoải mái luôn. Đây. Mắm tôm. Này. Miếng này giống kiểu nó đang tái vậy mà. Không chín rồi đó con. Chín rồi. Mắm tôm. Con cứ ăn thử đi. Nè con chấm đây. Chấm xíu thôi. Ồ cái rau làng này nó ngon nha. Rau làng hả? Ừ, rau làng này ngon, cực kỳ ngon luôn ấy. Thôi ăn là bao giờ không phải ăn rau trước. Ăn nó chấm kho quẹt nữa, miếng kho quẹt nó kẹo kẹo ngon này. Rất là ngon cả nhà. Bình thường á là ông bà cô chú lần nào Vân đi Đồng Nai Vân cũng ghé đây ăn ăn trưa. Lần nào xuống Đồng Nai Vân cũng ghé đây ăn trưa. Ăn nhiều lần lắm rồi. Vậy là bữa nay là được vô quán nổi tiếng lắm luôn á. Không biết có nổi tiếng không, nhưng buổi trưa là rất đông khách, nhưng mà tôi thấy là ông Tùng KLC cũng đã đưa vô đây là quán cũng có tiếng rồi đó. Ngon. Cái kho quẹt cũng ngon. Thế là chắc tại mình cũng đói nữa. Không, quán này ngon thiệt á. Không đói cũng ngon á. Bữa nay là anh Vân là hì hục mãi mới ráp được cái máy lọc nước đó cả nhà. Cái đường điện với lại đường nước nó bị khó hả anh? Ta điện của nó đẹp thì nó mất thời gian. Thì người ta phải dùng cả nước dưới khoan cả nước máy, cho nên là mình cứ phải chọn những vị trí lắp nó phù hợp với lại cái. Dạ. Hôm nay có mình anh Vinh nữa, thành ra là không ai phụ hết, cứ thì hụt làm cả buổi chiều giờ mới xong. Tại hôm nay nhà nhiều đơn hàng quá, kỹ thuật không thể đưa đi được. Và mẹ cảm ơn con đó. Bạn Kỳ này lúc nào cũng thế. Bạn Kỳ là có một đặc điểm là rất biết quan tâm đến mẹ. Có bà nội này, bắt bà hơi đầy. Lúc nào cũng quan tâm đến mẹ, đến bà nội là ăn gì là cứ gấp cho mẹ cho bà đó. Mẹ đồng ý á, mẹ chịu á nha Kỳ. Ok nha Kỳ nha. Mẹ Dung, con gấp cho mẹ Dung miếng. Thôi, Kỳ cứ ăn đi, mẹ nói tí nữa mẹ gấp tới. Đấy, Kỳ cười. Ok nha con, nha con nha. Cháu không? Con nhận đi con. Con nhận đi. Để mẹ xin mẹ Dung tài trợ cho con cái nhường răng. Quá trời mẹ. Mẹ đầu tư cho con dâu mẹ trước đi. Ok nha. Ok nha con dâu. Qua nhận đâu? Chốt. Sao Bình Nguyên hỏi gì? Nghe hỏi gì? Trời ơi ngon quá cả nhà ơi, lâu lắm rồi mới ăn cái bữa cơm như vậy á. Thật ra lúc nãy Dung nói là mấy bạn này hỏi là có đi ăn dê nướng không, nhưng mà thời gian cơm này là ngon hơn rất là nhiều luôn á. Nó nhẹ nhàng, nó như cơm nhà. Nó thích ở cái chỗ đấy. Mình thích đi ăn cơm niêu là nó nhẹ nhàng, nó như cơm nhà, nó ngon, nó đầy đủ rau rồi các thứ là mình thích lắm. Chứ đi ăn dê rồi nhiều khi về cảm thấy nó hơi nặng nề, nó hơi nặng nề, hơi khó tiêu. Lâu lâu cũng đi ăn bữa nhưng phải không. Cái này giống như là phần thưởng từ nãy giờ từ chiều giờ. Cảm ơn bạn nhé. Bạn cứ thưởng liên tục như thế là được. Trời ơi, trời không có thời gian đi ăn đó. Rồi bây giờ mai mốt khi nào mà chừng nào mình phấn đấu được nút bạc rồi tụi mình ăn cái gì cho nó xứng đáng nhỉ? Ủa chứ không phải là qua mình nấu cho bạn ăn hả? À ừ, mình qua bạn nấu cho mình ăn nha. Đó. Để mình xem, mình thích ăn món tôm mùng đất Trung lâu lắm. Ông bà okay. Cô chú bữa Vân về nhà mới, bữa Vân mới vào Sài Gòn á, là cách đây 3 năm là Vân về nhà mới là Dung tới, Dung nấu món tôm mùng đất là Dung Vân thích lắm. Bữa đó trước dịch luôn nhỉ? Chưa có dịch luôn, bữa đó chưa có dịch luôn. Lúc đó chưa hề dịch luôn á. Vân về nhà mới là Dung đến Dung nấu. Vẫn còn nhớ à? Qua đi qua lại mấy năm nhỉ? Thật ra cái món đó, nó không có gì hết trơn, tại nó có công thức sẵn hết rồi. Gia vị nó cũng có sẵn rồi.
Nhưng mà bên đấy ngon lắm. Hôm nay thì anh chưa ăn đúng không nhỉ? Ừ. Hôm nay đi chạy. Để tôi sẽ phấn đấu lên nước bạc, nên nước bạc cái mình mua về mình nấu ha. Ừ. Đấy Vân quảng cáo cái món đấy của Dung. Không, rất là ngon luôn. Làm bánh mì. Làm vừa vừa thôi chứ không có rồi. Bữa đó nấu nó bị bể. Kiểu như là nghe khen mãi tới hồi ăn nó bị thất vọng mới ê chề á. Cái món mình ăn bên Thượng Hải đấy gì? Ừ. Ừ, mấy món đó ở Trung Quốc người ta ăn nhiều. Anh hôm nay Facebook của em nó nhắc đấy là ngày này năm 2019 mình đi Thượng Hải nè. Triển lãm đang có triển lãm Aquatech chứ. Đúng rồi. Triển lãm thế giới ngành lọc nước á. Nó cũng đang triển lãm mà. Ừ. Năm nay con gái tôi nhỏ quá tôi không đi được. Tôi định đi đấy mà đi sợ con khóc. Đi ngày hai ngày thì được chứ đi lâu không được. Thôi mới có 7 tháng sao bỏ xa được, sao bỏ lâu được. Đúng rồi. Còn không thì phải đi luôn, đem cả con cả vú theo. Ờ nhưng mà điểm xin visa của mình thì dễ, xin visa của vú khó lắm. Ừ. Ừ. Xin visa cho vú khó lắm nên là thôi. Không, bên đây visa Trung Quốc cũng hơi khó nha. Ừ, khó lắm. Nhưng mà tôi là đi là dễ nha, tại vì tôi đi Trung Quốc nhiều lần rồi. Tôi đi cái triển lãm này nhiều lần rồi. À. Tôi có invite letter luôn, tôi mời á. Ừ. Nhưng mà có làm thẻ APEC chưa? Làm thẻ APEC mà mãi chưa được cấp. Tôi cũng chưa làm nữa. Các bạn nó làm cũng dễ. Không, bây giờ điều kiện khó lắm. Doanh thu phải buôn bán trong khối APEC một năm, trong vòng 3 năm 30 tỷ đó. Vậy hả? Ừ. Thì nhập xuất nhập khẩu trong khối đó là khó nhà, không dễ như ngày xưa đâu. Khó quá thôi, bỏ qua. Ừ. Cái này thì ngon nhưng mà giờ để nguội nó hơi cứng rồi cả nhà. Không. Cái lúc mình ăn nóng á, à, nó sẽ ngon. Ngon. Ừ. Ăn ngon á, mấy cái món này là buổi trưa ăn cũng ngon. Cái quán này là buổi trưa là đông ơi là đông, nhưng mà Vân thấy một ưu điểm là phục vụ cực kỳ nhanh. Ờ, nhanh lắm luôn ấy, tại vì quán có đặc điểm là kiểu như là biết là mọi người buổi trưa cũng tranh thủ xíu xíu ấy. Ông bà cô chú này là quán này phục vụ là nhanh lắm. Không biết là mọi người có ai ăn ở quán này chưa, mọi người có thể comment để mọi người có cái cảm nhận. Mà Vân ăn lần nào Vân cũng hài lòng lắm đó. Mấy anh Trung Trinh Thanh, mấy anh Phong Phong nè, mấy anh ở Biên Hòa nè. Ờ. Đó. Mà còn đặc biệt nữa hôm nay á là em cameraman á là nhân viên của quán luôn. Dạ. Nhưng mà cô chú mà em quay có gì không thì em báo chứ bỏ qua. Ví dụ có lia nhanh hay là dạ, gì đó cả nhà cũng thông cảm. Tại vì em nói ở đây là lần đầu tiên em quay hộ đó, nhìn em cầm căng thẳng em cũng thả lỏng ra. Dạ, cảm ơn em. Cứ thoải mái đi em, không cần phải gồng đâu. À, em cứ thả lỏng ra. À, bạn quay rất là rất là có tâm luôn á. Ủa ngon quá hả? Món gì cũng ngon á, tụi con ăn cánh gà thấy sao? Ngon không? Cánh gà thấy sao Kỳ? Cánh gà cay hơn không cay hả? Quên rồi, nãy quên không dặn là không cay. Lỡ làm cay. Ủa, rồi hả? Con ăn cái này đi, hơi con cay ăn phải bắp đi. Rồi. Được không? Cho con ăn này đi, khỏi cay. Cay hả? Cay không? Không cay hả? Ôi, là Kỳ không ăn được cay hả? Kỳ không ăn được cay. Hai bạn này, mọi ngày Kỳ cũng ăn được mà. Nhưng mà bữa nay là Kỳ chắc Kỳ ăn phải miếng ớt đây này. Có cái nào hồi nãy kia ăn nấy không? Ờ, kia tránh miếng ớt ra nha. Ăn cái kho quẹt này nó mới cay nè. Đúng rồi, ăn kho quẹt mới cay. Nhiều khi nó cay thử cái kho quẹt đấy kìa. Ờ. Chứ cánh gà không có cay á. Ờ, cánh gà hơi hơi thôi. Cánh gà hơi hơi thôi. Ngon lắm cả nhà. Ai mà ở Biên Hòa thì có thể ghé ăn lần. Hoặc là ai đi ngang á. Tôi nghĩ là ăn nhiều lần đó, tại vì tôi ngày xưa tôi có công tác ở Biên Hòa, tôi ăn nhiều lần đó. À hả? À, trước có mở showroom ở Biên Hòa mà không? Ừ. Sao quá, để mang bầu bé kia không quản lý được hơi đóng. Ừ. Thôi giờ về làm hai cái làm xương xương đây, có thời gian đi đi này đi kia. Đúng rồi, làm nhiều quá không có thời gian tập trung. Ừ. Rồi không buông được luôn á. Khổ quá. Hồi đó tôi 8 chi nhánh tôi cũng có đi đâu được đâu. Hồi xưa tôi cũng 6 chi nhánh. Ừ. À, bây giờ làm hai cái thôi ạ. À? Tự nhiên thấy cuộc đời nó nhẹ hẳn. Đúng rồi, hồi xưa không đi đâu được. Chỉ nhưng, mà, nhưng mà cũng kiếm bằng đó tiền nha. Ừ, cũng kiếm bằng đó tiền. Ừ. Hồi xưa là 8 cái mà vận hành nó mệt mà nó cũng vậy. Bây giờ có cái nó cũng vậy. Thế đâu bây giờ cũng nhiều hơn đấy. Ừ. Nhưng bây giờ mình thấy thế thôi. Ừ. Thấy được rồi. Biết đủ là được. Đúng rồi. Ngon quá. Cảm ơn bạn Vân nha. À. Dẫn vô quán này ăn ngon. Bánh cây vú sữa nha cả nhà. Cơm niêu. Quán này không được chặt cây vú sữa đi nha em nha. Chặt đi mọi người không tìm thấy đâu. Ừ. Đang
lý cây vú sữa là phải ở trước cổng kìa. Ừ. Lúc nãy vào đây tôi hỏi là cây vú sữa còn không? Thiệt hả? Thiệt, có cái cây vú sữa trong kia to lắm. Ngon. Ngon hả? Ngon quá hả? Ngứa vậy. Ngon đúng không? Ngon. 21 năm hôm nay Vân mới Dung có lắp tặng trung tâm một cái máy lọc nước, xong rồi Vân có một bé ở đó rất là thương. Bé mới có 5 tháng mà mẹ bỏ, cha mẹ bỏ nhà trọ, xong rồi là mấy sơ kể lại là cha mẹ bỏ nhà trọ, xong rồi là con em bé bù bấm lắm, tại vì Vân cũng đang nuôi con nhỏ nên nhìn thương lắm. Xong rồi là cái anh hàng xóm anh mới thấy khóc, xong anh mới phá cửa anh vào, xong anh mới bế về anh nuôi một tuần, là mẹ bé không quay lại đón bé nữa. Xong rồi anh mới đưa ra trung tâm bảo trợ anh để, xong rồi mấy sơ mới đưa lên phường, mấy sơ mới làm giấy tờ rồi mới nhận mấy bé về trung tâm, nhận bé về trung tâm để nuôi. Bây giờ bé được khoảng 6 tháng hơn đó, nên là Vân cũng có gửi tiền sữa cho bé cứ được từng 3 tháng nữa, thì nếu mà mình có thời gian muốn thăm lại trong cái tâm niệm của mình là muốn tặng con cái sữa cho đến khi con đủ 1 tuổi. Rồi 1 tuổi rồi ăn cơm được rồi, ăn cá được rồi thì thôi, cũng sữa được, sữa không sữa được thì cũng ròng ròng ạ. Thì cứ mấy tháng đây mình lại xuống mình thăm con lận. Thôi, chờ bữa nay bà Vân thanh nước rồi, cho chị thêm mấy chai nước suối nữa nha. Xíu nữa. Em ơi. Cho chị thêm mấy chai nước suối. Hôm nay bà Vân là có con nhỏ, thành ra là thấy những cái trường hợp của các em mà bị bỏ rơi như vậy á, những cái em mà đang ở độ tuổi của con của Vân á, trời bà khóc như mưa cả nhà. Mình thương ấy. Mình thấy thương. Thương quá. Cho chị 2 chai nước suối nữa đi. Thương. Thấy con mình thì mình chăm lo quá trời, còn cũng cỡ tuổi con mình mà các bạn khổ quá hả? Nhìn nó ngây thơ á. À, bây giờ về đây thì cũng nói chung chỉ thiếu tình thương thôi, chứ còn Vân nghĩ cũng có khổ đâu, mấy sơ chăm kỹ lắm, cũng béo khổ lắm, mập lắm, mập ú lù luôn á, nhưng mà thiếu tình thương thôi. Thành ra là thấy ai cũng muốn bế. Mấy bé thấy ở đây là cũng đòi bế. Xong rồi lúc nào ông nói là ông nội con sắp đón lên đây rồi. Đi anh nghe cái câu mà thấy thương à. Tự nhiên nghe thấy tự nhiên giống như tim mình nó nhói vậy đó. Nó kêu là ông con sắp đón rồi, tuần này ông con đón nè. Mà hỏi ra thì nói là ngày nào bé cũng nói vậy đó, nhưng mà thật ra không có ai đón hết. Mấy bé nhỏ nhỏ 3 tuổi á, hỏi nó cơ. Cô ông con sắp đến đón rồi, khoe như vậy á. Nó kêu xíu nữa ông nội đến đón, nhưng mà ngày nào nó cũng nói vậy nhưng mà không ai đón hết trơn á. Bạn nào cũng là một cô xong rồi các sơ nuôi. Bỏ rơi hết. Một là bỏ trước cổng của trung tâm, hai là các sơ nhận ở trong bệnh viện về, ba là người ta đưa tới người ta để, hoặc là người ta giống như là người ta thấy mấy người mà mấy bé bị bỏ rơi, giống như cái trường hợp bé 5 tháng đó. Thì lúc anh lắp máy thì có 2 chị em sinh đôi đó. Bảo là lấy từ bệnh viện về. Từ bệnh viện á. Nhập được rất là các sơ đưa từ bệnh viện này, mà lúc đẻ sinh đôi nó bé xíu luôn à. Mà nó bây giờ nó được hơn 2 tuổi rồi, nó cũng nhỏ nhưng mà nó cũng xinh lắm. Mà cái gì cũng biết á. Ngoan. Ngoan. Thương ghê á, thương lắm. Người ta phải rất là yêu trẻ nhỉ. Đó. Đúng rồi, yêu các sơ là coi như cả cuộc đời chỉ ở trong trung tâm nuôi trẻ thôi. Không muốn chồng con, không gia đình gì hết. Gia đình của các sơ là các trung tâm luôn. Có sơ ở đấy 15 năm rồi đó. 30 năm, 40 năm. Nhưng mà ý là có hôm nay gặp một sơ là sơ ở 15 năm. Cái trung tâm này là từ khi xây mới là được 15 năm. Còn lúc trước là nó được hơn 30 năm. Thường mà ở bên đạo Công giáo mà đi tu mà làm sơ được á là không có đời sống gia đình. Không có bạn trai bạn gái gì hết, chứ không phải giống như một số đạo khác thì ví dụ mình có gia đình mình vẫn đi tu được, mình vẫn làm sư cô được hay gì đó. Còn bên đạo Thiên Chúa là có nghĩa là mình phải không có đời sống sư cô là cũng không có gia đình. Không, nhưng mà ví dụ như là cái lúc mà quyết định đi tu là vẫn ấy được mà. Có nghĩa là làm sơ là cả đời. Đúng rồi. Còn sư cô là có thể có gia đình không, từ bỏ. Đúng rồi. Là vẫn gia đình lo ổn thỏa là đi tu vẫn được. Còn nếu như bên đạo Thiên Chúa thì là không như vậy. Có nghĩa là mình vô mình phục vụ gì trong nhà thờ, trong cộng đoàn thôi, chứ không được gọi là ma sơ. Là phải từ bỏ hết. Có nghĩa là chinh trắng từ hồi nhỏ là tận hiến á. Tận hiến. Chứ không phải là giống như bây giờ tôi muốn tu đúng không? Tôi lo con cái ổn thỏa hết rồi tôi đi vô tôi tu. Thì cả đời tôi cũng không được gọi là ma sơ. Nó như vậy á, nó hơi khác. Đó, hôm nay con thấy ông mấy em thương không? Con về con phải trân trọng cuộc sống nhé chưa? Ngày mai con phải ngoan hơn nhé chưa? Nhớ chưa? Lâu lâu mẹ lại cho con xuống để thăm các em nha. Ở Bình Thạnh có một cái trung tâm nữa. Để tôi lấy địa chỉ tôi dẫn bà đi. Nuôi toàn là mấy em sơ sinh không à. Mà
mà của sư cô cảm ơn em, của sư cô nuôi thương lắm. Ở trong đó vừa bại não vừa ấy. Lần trước tôi đi với nhóm Ngũ Long Du Ký á, mấy Dung mấy Phụng á. Thôi chắc là xin phép kết cái clip ở đây để cho em nó nghỉ ngơi, chứ đó chân có tay rung luôn rồi. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em, dạ, và cảm ơn quý bà con cô bác cũng như là các anh chị đã yêu thương ủng hộ. Và thật ra thì những cái trung tâm như vậy á, rất là cần những cái cánh tay nối dài. Nếu như mà ai có thể mình hỗ trợ được cái phần nào, hoặc là mình đến thăm các bé, hoặc là mình trao tặng thêm được cái gì đó thì rất là quý. Bởi vì nguyên cái trung tâm vậy là không hề được nhà nước hỗ trợ hay gì chưa, hết. Chưa, sắp tới có thể có. Gần mười mấy năm nay mà còn chưa có cái gì hết. Thì sắp tới có thể có. Đi học thì chắc được miễn học phí. Đi học thì được miễn học phí. Có, nhà nước có hỗ trợ là, nhưng mà kiểu là... được. May là mấy sơ vẫn lo được. Các sơ với lại các cha với các thầy là hoàn toàn kêu gọi từ phía bên ngoài để nuôi các em. Thành ra là ai mà có cái tấm lòng thiện nguyện, ai mà muốn cho đi thì có thể là ghé những cái trung tâm, mình hỗ trợ được phần nào cho các con thì nó đỡ được phần đó. Dạ. Cảm ơn bạn Vân Vân với lại anh Vinh hôm nay đã đi lắp cái máy. Có gì đâu. Dạ. Cái đơn Dung, nhờ Dung mới có giúp mình mới làm thêm được việc tốt phải không? Trời ơi, kết nối thôi bà ơi. Dạ, và xin phép kết cái clip nha cả nhà. Cảm ơn bà con cô bác, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào, con chào ông bà cô chú. Rồi.